Ở tập trước, Diệp Phàm phát hiện Nha Như Ngọc bị giam giữ trong một cổ tháp, trong khi những người khác tranh giành cuốn sách cổ. Hắn cũng nhận ra cái bàn lơ lửng chính là hỗn độn thạch, giường ngủ của đại đế khi xưa. Chuyển sang tập 127 của Già Thiên. Đại diễn, Vạn Sơ, Tử Phủ, Thương Gia, Cơ Gia, Diêu Quang, Đạo Nhất, Giao Trì, những thánh địa này cùng tồn tại với nhau, kế thừa tới tận bây giờ, đã qua vạn kiếp không đổ rồi. Hiện tại, tất cả các truyền nhân thiên phú ngút trời của những thánh địa này đều mang lòng kiên kỵ lẫn nhau, không ai dám là người ra tay đầu tiên, nếu không thì sẽ trở thành bia ngắm của tất cả mọi người. Các ngươi đã khiêm nhường như vậy, thì để cho ta lấy là được. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhanh chóng đi tới, cắm đại hoang kích lên mặt đất, phát ra một tiếng đông, cả tòa thần điện đều rung động. Không biết khi nãy hắn trốn ở đâu, tới giờ mới xuất hiện, đôi mắt ưng đảo qua mọi người, lộ ra một cổ giả tính. Các truyền nhân thánh địa đều là các nhân vật vô cùng kinh người, tất nhiên sẽ không e ngại hắn, không khí tại đây bắt đầu khẩn trương lên, rất có thể sẽ nổ ra một hồi đại hỗn chiến. Ông! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ra tay, cầm đại hoang kích vung lên, khiến cho quang minh thần điện cũng ảm đạm xuống, hư không vặn vẹo biến dạng. Vị vương giả tương lai của thiên bằng tộc này hóa thành một đạo sáng màu vàng, lao thẳng về phía hỗn độn thạch, bàn tay to vươn ra, muốn đoạt lấy bộ sách cổ bằng da thú kia. Ngươi dám! Tất cả mọi người ở đây đều ra tay đánh về phía hắn, ngăn cản hắn đi tiếp về phía hỗn độn thạch trên không trung, thánh kiếm, thiên âm, cổ tháp đều lao vọt tới. Thập vạn bát thiên kiếm! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hét lớn, cả người nở rộ ánh sáng vàng, vài vạn thanh đại kiếm ông rung động, bắn ra bốn phương tám hướng, công kích không khác nhau chút nào. Trong quang minh thần điện lập tức biến thành một mảnh đại loạn, thế cân bằng bị phá vỡ, rất nhiều thánh tử đều không thể không ra tay, sát khí tràn ngập nơi đây. Đây chính là mục đích của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hắn cũng không muốn đơn độc giao chiến với nhiều cường giả như vậy, mà là muốn đánh vỡ thế giằng co, khiến tất cả mọi người cùng tham gia tranh đoạt. Hắn có ưu thế tốc độ cực nhanh nổi tiếng thiên hạ, không sợ hỗn chiến, càng loạn thì lại càng có lợi cho hắn, trong chốc lát hắn đã lui lại, thoát khỏi vòng vây, chạy ra ngoài đại điện. Hiện tại đã không thể ngừng tay được nữa, thế giằng co đã bị phá vỡ, tất cả mọi người đều chỉ có chung một mục đích, dầm cái bàn màu đen lao tới, tranh đoạt cuốn sách cổ bằng da thú kia. Thương gia thần thể vô cùng quyết đoán, lấy ra một cái thần lô màu đỏ thẫm, không rõ hình dạng, có một con thần hoàng lượng xung quanh, bay thẳng về phía hỗn độn thạch. Diêu Quang thánh tử cũng rất khiếp khoát, lấy ra một cái đỉnh khắc đầy long văn, tràn ngập vận khí đại đạo, phát ra uy lực thông thiên, muốn hút cả cái bàn màu đen vào bên trong đỉnh. Hai người này không chỉ muốn tranh đoạt sách cổ, ngay cả hỗn độn thạch họ cũng không muốn bỏ qua, những người khác tất nhiên là không cam lòng yếu thế. Đều lấy ra binh khí, muốn mạnh mẽ thu lấy cái bàn màu đen. Quang Minh Thần Điện là tẩm cung của đại đế khi xưa, nếu không thì đã bị một thế hệ cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi này đánh thành một phấn rồi, tuy nhiên ngay cả như vậy thì cả đại điện cũng liên tục lung lay. Nhưng rất nhiều thánh tử ra tay cũng không thể làm cho hỗn độn thạch nhúc nhích chút nào, nó giống như bám rễ vào trời đất, như cột trụ chống trời, không thể bị lay chuyển được. Thu kỵ! Diêu Quang thánh tử khẽ quát, cái đỉnh tràn ngập long văn dày đặc chìm xuống, phun nhả thánh quang, phát ra dao động kinh tâm động phách, nhưng lại vẫn không thể thu lấy hỗn độn thạch. Lên! Kỵ thần vương tương lai của Cơ Gia phát ra một vòng thần nguyệt, đẩy lui những người bên cạnh ra. Ánh trăng chiếu thẳng tới cái bàn, nhưng ngay cả dị tượng kinh thế của thần thể cũng không thể khiến bàn đá màu đen này lung lay chút nào. Bỗng nhiên từ bên ngoài đại điện truyền tới tiếng chân bước, Thanh Y và ba vị cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi của yêu tộc xuất hiện, tiến vào trong quang minh thần điện. Ngoài bọn họ thì còn có Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân, một đám con cháu cường đạo cũng nối đuôi nhau bước vào, trong đó có người còn đang mang một chút vết thương nhẹ. Quan tài chết tiệt, căn bản mở không ra mà. Hiển nhiên là nhóm người này vừa đi tới phía sau chỗ ba cổ quan tài, mỗi một cổ đều lớn bằng một tòa cung điện, đáng tiếc lại không mở ra được, không thu được gì, sau đó mới đi tới đây. Động thủ! Những người này đều ra tay, nhằm thẳng về phía hỗn độn thạch ở trung tâm đại điện. Cái bàn màu đen này thả xuống từng đạo ánh sáng thần bí, nặng nề, không nhúc nhích chút nào, lẳng lặng ở trên không trung. Sao lại nặng như vậy? Không phải là không ai muốn lấy cuốn sách cổ, nhưng căn bản là không lấy được, khi cách nó mấy trượng thì cảm nhận được áp lực cực lớn. Liều mạng. Tới lúc này thì không còn phải kiên kỵ gì nữa, tới lúc chân chính cướp đoạt báu vật rồi, điều kiện đầu tiên là ngươi có thể tới gần, như vậy thì mới có tư cách tranh đoạt. Ken. 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 Truyền nhân đại diễn thánh địa dùng kiếm nhập đạo, kiếm qua như một con rồng, xuyên về phía trước, hắn gian nan bước đi, từng chút một tiếp cận hỗn độn thạch. Ở một bên, Diêu Quang thánh tử như tiên vương hạ phàm, khi triển ra tuyệt học quán thể của Diêu Quang, thánh quang thuộc vừa ra, được xưng là vạn pháp bất xâm. Toàn thân hắn sáng chói, tràn ngập thánh huy, mái tóc được nhuộm thành màu vàng,
từng bước đi tới cái bàn đá màu đen, bước đi cũng rất gian nan. Tới thời điểm này rồi thì không ai còn giữ lại chút gì nữa. Ai có thể đoạt được sách cổ đầu tiên thì không khác nào chắc chắn sở hữu được nó rồi. Do các đại thánh chủ không có khả năng vì chuyện này mà khai chiến, nếu không sẽ sinh linh đồ thán khắp cả Đông Hoang, nên chỉ có thể dựa vào một thế hệ trẻ tuổi chính mình tranh đoạt mà thôi. Đây chính là một loại khảo nghiệm đối với bọn họ, ai mạnh ai yếu thì va chạm lẫn nhau sẽ biết, tương lai ai sẽ trở thành vương giả tại Đông Hoang thì qua đây cũng có thể thấy được một số người. Trên mi tâm Diêu Hy phát ra từng đạo ánh sáng trong suốt, bao phủ khắp thân thể, nàng nhẹ nhàng thướt tha, liên tiếp bước về phía trước. Nàng giống như một viên minh châu xinh đẹp đang giận dữ, như tinh linh lao nhanh trong mây đen chớp giật, thân hình yểu điệu không ngừng bước đi. Thần vương tương lai của Khương gia vô cùng thần bí, tới giờ vẫn không lộ ra hình dạng, toàn thân bao phủ bởi thiết y, cả đầu cũng như vậy, thân thể giấu trong bộ áo giáp thần thiết. Thần thể không nghi ngờ gì là mạnh mẽ vô cùng, bước đi kiên định, thẳng tắp tiến về phía trước, khí thế nhất định phải đoạt được sách cổ, thần uy tràn ngập, rất có tư chất của thần vương. Dưới chân hắn có một con đường bằng thần quang, hướng thẳng tới hỗn độn thạch, giống như thần vương đang tuần tra, mắt quét bốn phương. Vài tên cường giả tuyệt đỉnh của yêu tộc cũng không cam lòng yếu thế, bắt đầu đi tới gần hỗn độn thạch, chưa nói tới việc bọn họ có thể tu luyện cuốn sách cổ này hay không, chuyên khối đá màu đen này cũng là vô giá rồi, nếu không đào đi được thì cho dù đập ra lấy vài khối cũng đáng giá. Con cháu của 13 đại cường đạo cũng đều đi lên, phóng về phía trước, ngoài ra còn có người của các đại giáo, không dưới 100 người, rất nhiều người trong số này đang bị trọng thương, nhưng hiện tại cũng đều ra tay. Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi trong Quang Minh Thần Điện đều ra tay, nhưng trong chốc lát lại không thể đi tới gần, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không tới gần thêm được chút nào nữa. Cái giường khi xưa của Đại Đế, sao có thể tùy tiện tới gần được? Hắc Hoàng cười lạnh Diệp Phàm nhíu mày, chẳng lẽ đây là nơi một vị Đại Đế yên nghỉ, tuy nhiên nhìn thế nào cũng không thấy giống, hắn liền hỏi Hắc Hoàng. Tất nhiên là không phải rồi. Diệp Phàm cũng cảm thấy nếu đây là phần mộ của Đại Đế thì khẳng định phải khủng bố hơn nhiều. Năm xưa âm dương song phần của yêu đế còn khiến cho mỗi đại giáo phải tranh tới 2 năm, tổn thất thảm trọng. Hắc Hoàng nói, chỉ có cái tẩm cung này là của Đại Đế thôi, không biết bị ai đổi tên thành Quang Minh Thần Điện. Tuy nhiên, nơi này có lẽ thực sự có tồn tại đáng sợ nào đó, ba cổ quan tài phía sau khiến ta có cảm giác bất an. Có biện pháp nào thu lấy hỗn độn thạch sao? Diệp Phàm hỏi. Kiện báu vật này rất hấp dẫn người khác, nhưng lại cực kỳ nặng, khẳng định ngươi không lấy đi được đâu. Thực ra bổn hoàng cũng muốn cướp lấy nó, đem về ngủ vài năm, đáng tiếc là không có cách nào. Hắc Hoàng nói với giọng cực kỳ không cam lòng. Đáng tiếc. Diệp Phàm cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Thánh vật bên trong hỗn độn thạch đã bị Đại Đế rút ra để luyện binh rồi, nhưng tảng đá màu đen này cũng là báu vật vô giá, ngồi lên đó thì có thể khiến tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Nó là một loại báu vật. Ngoài vũ khí cực đạo thì những binh khí bình thường khác rất khó đánh vỡ nó, đây là một hỗn độn đại ấn trời sinh. Nếu ở trong tay đại năng thì sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cái gì cũng có thể đập vụn. Đại Hắc Tổ thèm tới mức chảy nước miếng. Rốt cuộc là ngươi đang nói tới vị Đại Đế nào? Diệp Phàm cảm thấy con chó chết bầm này rất thần bí, biết rất nhiều chuyện về vị Đại Đế này. Đại Hắc Tổ cảm thấy mình nói hơi nhiều, lập tức ngậm miệng, cái gì cũng không nói. Một lúc sau bị hỏi tức lên, há mồm ra đòi cắn Diệp Phàm. Được rồi, ngươi không nói cũng được, vậy thì nói xem ta có thể lấy được cuốn sách cổ đó không? Đông. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quay lại, ngạo nghễ nói, lần này không ai được chuyên môn nhằm vào ta nữa, bằng sở học bản thân đi cướp đoạt báu vật thôi. Phút này, đừng có ở đó chắn đường ta. Hắn không đổi sắc mặt, lạnh lùng nói với Diệp Phàm, coi hắn như con sâu cái kiến vậy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bước nhanh về phía trước, một số người không tranh đoạt báu vật liền lập tức nhường đường cho hắn, trốn như trốn rắn rết vậy. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, linh giác vô cùng nhạy bén, xoay người nói với Diệp Phàm, không ngờ ngươi dám động sát ý với ta, một kẻ đạo cung bí cảnh như ngươi, ta chỉ cần dùng một tay là đã bóp chết 50-60 tên rồi. Xít. Đột nhiên hư không rung lên, vị thần vương tương lai của Cơ Gia thi triển đại hư không thuật, xuyên qua không gian, lao thẳng tới hỗn độn thạch. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cả kinh, sợ chậm trễ, vội vàng hóa thành một đạo ánh sáng vàng lao thẳng tới phía trước, hắn muốn dùng tốc độ cực nhanh của thiên bằng để phá vỡ không gian giam cầm. Oanh! Quang Minh Thần Điện lay động, hỗn độn thạch bắn ra ánh sáng vạn trường, một đạo lại một đạo ánh sáng buông xuống, khiến cho không gian vặn vẹo, hình thành một lực tràn đặc biệt. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đang tới gần đều bị cố định lại, gần như khó có thể bước thêm chút nào, rất nhiều thánh tử đều bị trói buộc tại đây. Cơ Hạo Nguyệt bị bước ra hư không, cố định cách hỗn độn thạch năm trường, tốc độ cực nhanh của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng vô dụng, hắn như đang lâm vào trong vũng bùn. Giường của Đại Đế, nhiễm khí tức của hắn, không phải ai cũng có thể động. Hắc Hoàng tự nói.
Diệp Phàm thầm rùng mình, đại đế thời cổ quả thực không thể tưởng tượng được, hỗn độn thạch chỉ nhiễm chút khí tức mà đã khủng bố như vậy, thật sự khiến người khác phải khiếp sợ. Thật sự là không có cách nào sao? Hắn dùng thần niệm hỏi. Con mẹ nó, tên tiểu tử nhà ngươi sao không bị thiên lôi đánh xuống đầu đi? Đại hắc cẩu không ngừng giận dữ. Diệp Phàm nghe vậy liền thấy có triển vọng, tên này tức giận như vậy, cho thấy hắn hơn phân nửa là có thể đi tới. Bọn họ đều bị cố định tại đó rồi, hiện tại ngươi có cơ hội rồi đấy. Ngươi không phải là có căn nguyên vạn vật mẫu khí hay sao, hỗn độn thạch cũng không thể cố định kiện thánh vật này được. Tốt lắm, hôm nay ta liền hiện ra chân thân, biểu diễn một phen, đặt đồ ăn trong miệng các thánh tử, thánh nữ này. Chỉ cần hắn lấy ra cái đỉnh thì tất nhiên sẽ bị nhận ra, nếu đã như vậy thì hắn thà trực tiếp hiện ra chân thân còn hơn. Diệp Phàm đi ra ngoài đại điện, tìm một chỗ không người, hiện ra chân thân, sau đó mặc một bộ quần áo khác vào. Bổn hoàng muốn vào trong cái đỉnh của ngươi, lát nữa thử xem có thể lấy cả hỗn độn thạch đi không. Đại hắc cẩu nhe răng. Tên đạo sĩ quyết đức chết tiệt đó còn chưa xuất hiện đâu, lát nữa phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm tự nhủ. Chẳng phải chỉ là một tên đạo sĩ rách nát sao, dám đoạt đồ ăn từ miệng bổn hoàng, ta cắn chết hắn, ta cứ dứt khoát xử lý Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và toàn bộ những thánh tử tại đây đi. Diệp Phàm nhanh chóng quay lại, thanh âm rất bình tĩnh, nếu người khác mà nghe được thì nhất định sẽ bốc lên sóng nước ngập trời. Diệp Phàm bước nhanh tới Quang Minh Thần Điện, trên đầu hắn lơ lửng một cái đỉnh cao một thước, các tia vạn vật mẫu khí buông xuống thành từng đợt. Hắc Hoàng ẩn thân bên trong đỉnh, làm kỳ binh, chờ đợi thời khắc mấu chốt mới ra tay. Diệp Phàm vừa mới tiến vào đại điện, lập tức khiến tất cả mọi người kinh hô, cái đỉnh của hắn rất hấp dẫn ánh mắt người khác, không thể không khiến mọi người chú ý, căn nguyên vạn vật mẫu khí thì tìm khắp Đông Hoang cả đời cũng không chắc đã thấy được, mà cái đỉnh của hắn lại là do thứ này luyện thành, không có tạp chất nào khác. Thứ này có thể được coi là phôi thô của vũ khí cực đạo, là thứ khiến người ta phải điên cuồng, là báu vật khiến cho các truyền nhân thánh địa phải tha thiết mơ ước. Tất cả mọi người tại đây lập tức sôi trào lên, rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Diệp Phàm, nhưng cũng đoán ra là hắn. Bởi vì khắp thiên hạ này thì chỉ có hắn đoạt được một kiện thánh vật như vậy. Một đệ tử đại giáo lập tức nhảy ra, nói, thánh vật căn nguyên mẫu khí này là thứ mà mỗi đại thánh chủ đều muốn có mà không được, ngươi chỉ là một tên tu sĩ đạo cung bí cảnh nhỏ nhoi, dựa vào cái gì mà giữ nó? Theo ngươi thì người như thế nào mới có thể giữ nó? Diệp Phàm cười thản nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người nhằm về phía hỗn độn thạch, bị cố định ở đó, còn có một số người tự nhận tu vi hơi kém, không tranh đoạt được, nên đều đứng trong cung điện, không bay lên không trung. Thánh khí tất nhiên là phải ở trong tay của đại giáo, như vậy thì mới có thể vâng lệnh ý chí thiên địa, không để thánh vật bị mai một. Hắn bày ra một bộ dáng siêu nhiên. Tới đây, nói ta biết ngươi thuộc môn phái nào, ta rửa tai lắng nghe đây. Diệp Phàm nhìn về phía hắn. Bớt giả vờ đi, ngươi đã có gan tới đây, hôm nay đừng nghĩ tới việc thoát đi, để cái đỉnh lại mau. Tên đệ tử này lộ ra sát khí. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi cướp đồ trong tay ta sao? Diệp Phàm cười lớn, quét mắt nhìn hắn một cái, tên này tuy chỉ là đạo cung nhất trọng thiên, mặc dù cũng được coi là không tồi trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng chỉ so với kẻ khác mà thôi. Hôm nay, rất nhiều thánh tử tụ tập tại đây, cái gọi là thiên tài đạo cung bí cảnh thì thật sự không thấm vào đâu. Chưa nói tới những thánh tử kia, chỉ những người bị cố định trên không trung kia thấp nhất cũng có tu vi đạo cung tứ trọng thiên rồi. Ta là người của Bắc Vực Huyễn Diệt Cung, hôm nay ngươi mà không giao cái đỉnh này ra thì đừng mong giữ được tính mạng. Hắn quay đầu lại nói với mấy người khác, sư huynh, sư đệ, còn thất thần gì nữa. Bắt lấy hắn, đánh chết hắn rồi đoạt lấy cái đỉnh, các thánh tử có tu vi cường đại đều bị cố định ở đó, các thiên tài thuộc đại giáo cũng bị trói ở trên không trung, người mạnh nhất còn lại trên mặt đất chỉ là đạo cung bí cảnh tam trọng thiên. Đây cũng là một cơ hội cho bọn họ, không phải tranh đoạt với một thế hệ cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi tại đây. Nếu có thể đoạt được căn nguyên vạn vật mẫu khí thì còn tốt hơn nhiều so với hỗn độn thạch, đây chính là vật phẩm chỉ đại đế mới có, không thể đánh giá hết giá trị được. Khóe miệng Diệp Phàm khẽ nhếch lên, cười lạnh, Huyễn Diệt Cung, cũng có nghe qua, là đại giáo ở Bắc Cực, tuy nhiên các ngươi trắng trợn cướp đoạt như vậy, không sợ làm nhục thanh danh của mình sao? Sắp chết rồi mà còn nói nhiều như vậy làm gì, giết hắn. Tên đệ tử này lao tới đầu tiên. Xoát. Ánh sáng lóe lên, thân hình hắn biến mất, cùng lúc đó ba người khác đã lao tới gần, xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn thoát hiện, khiến người ta không biết đâu mà lần. Đây chính là át chủ bài của bọn hắn, đại giáo tên là Huyền Diệt, chính là chỉ thân pháp của bọn họ, giống như quỷ mị, khiến người khác khó có thể nắm giữ được. Ngoài ra, bọn họ đều có cùng cảnh giới với Diệp Phàm, đều là đạo cung lưỡng trọng thiên, vì thế không có chút sợ hãi gì cả. Giao cái đỉnh ra đây, ta cho ngươi chết thống khoái.
tên đệ tử đạo cung Nhất Trọng Thiên không dám tiến lên phối hợp với sư huynh đệ của mình, giao đỉnh ra thì cũng chết, các ngươi nhân từ thật đó. Chúng ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái, Huyền Diệt cung chúng ta chưa bao giờ dây dưa, dài dòng làm gì, đảm bảo một kích là mất mạng ngay. Một tên trong đó chế giễu. Những người này cũng đã nghe danh Diệt Phàm, nhưng lại không để hắn vào mắt, thân là đệ tử đại giáo tại Bắc Vực, tất cả chúng đều tâm cao khí ngạo, trong mắt bọn họ thì trừ những thánh địa ra, những người khác không có gì đáng quan tâm cả. Thật là khoác lác, một khi đã thế thì để ta cùng lúc tiễn các ngươi đi thôi. Diệp Phàm rất tự nhiên nói. Xích. Một tên đệ tử Huyền Diệt cung ra tay, một tấm lưới màu xanh da trời phủ xuống, như một bầu trời đầy sao, phát ra ánh sáng lấp lánh. Xoát. Tấm lưới lớn màu xanh này phủ xuống, mấy tên này cười lớn, chuẩn bị tế luyện luôn, nhưng bỗng nhiên toàn bộ biến sắc, tấm lưới này chỉ chụp được một đạo tàn ảnh, không phải là chân thân. Có thể thấy được Diệp Phàm nhanh tới mức nào, bộ pháp của lão phong tử được hắn phát huy tới cực trí, nhanh như tia chớp. Ba, 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 ba tiếng nổ to cùng lúc phát ra, nghe rất có lực, giống như chỉ có một âm thanh phát ra vậy, ba đại cao thủ Huyền Diệt cung như bị sét đánh, tất cả đều bị dính một chưởng. Phốt. Ba người cùng lúc vỡ nát thành 4-5 mảnh nhỏ, lập tức biến mất, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngươi. Tên đệ tử đạo cung Nhất Trọng Thiên của Huyền Diệt cung duy nhất còn sót lại biến sắc. Đây là đại giáo Huyền Diệt cung tại Bắc Vực sao? Diệp Phàm cười nói. Các đệ tử kiệt xuất của Huyền Diệt cung đang bị cố định phía trên, nếu không thì ngươi đã sớm bị hình thần câu diệt lâu rồi. Tên đệ tử này vẫn mạnh miệng, không cầu xin tha thứ. Vậy sao, mấy người nào vậy, chỉ cho ta xem nào. Diệp Phàm nhìn về phía không trung, hỗn độn thạch đang trói buộc rất nhiều người. Sư huynh, sau này các ngươi hãy báo thù cho ta. Tên đệ tử này la lớn. Đáng tiếc, sự kiên cường của ngươi dùng sai chỗ rồi, lát nữa ta sẽ thử xem các sư huynh của ngươi cường đại tới mức nào. Diệp Phàm lắc đầu, đột nhiên ra tay tiêu diệt hắn. Ngươi thực sự không biết trời cao đất dày, còn dám tới đây. Trong đám người có một tên từ từ bước ra, trông hắn rất trầm ổn, giống như đang nhìn một người chết vậy. Hắn nhìn Diệp Phàm, nói, không cần nói gì cả, để lại cái đỉnh này, sau đó quỳ xuống, chờ xử lý sau. Loại giọng điệu này khiến cho Hắc Hoàng bên trong đỉnh cũng phải nổi trận lôi đình, suýt chút nữa thì đã nhảy ra ngoài giết hắn. Nhưng Diệp Phàm lại có chút để tâm, người này có cảnh giới đạo cung tứ trọng thiên, cường đại hơn những kẻ xung quanh. Hắn vốn tưởng rằng các tu sĩ đạo cung tứ trọng thiên đều bay lên không trung, bị hỗn độn thạch cố định lại rồi, không ngờ vẫn có một tên lẫn trong đám người này. Ngươi là ai? Tống Thiên Phong, đệ tử đại giáo Ngũ Hành Điện tại Bắc Vực. Hắn chậm rãi bước về phía trước, vô cùng ung dung, bình tĩnh. Diệp Phàm dùng cảnh giới thấp đi, phạt tiên, đã từng đánh gục một số người tam trọng thiên, nhưng chưa từng chân chính giao chiến với tu sĩ đạo cung tứ trọng thiên bao giờ, hắn cảm nhận được nguy hiểm rất lớn. Lời ta nói, ngươi không nghe rõ sao? Tống Thiên Phong chắp tay sau lưng, sắc mặt bình thản, nói, lưu lại cái đỉnh này, sau đó quỳ xuống, chờ xử lý. Diệp Phàm khẽ cười rất tươi, hàm răng trắng bóc lóe ra, khuôn mặt thanh tú thoạt nhìn rất non nớt, thậm chí còn pha lẫn một chút hồn nhiên. Buồn cười làm sao? Chẳng lẽ phải chờ tới khi ta đánh gãy hai chân ngươi, thì ngươi mới đồng ý quỳ xuống? Tống Thiên Phong vẫn chậm rãi, từ từ bước về phía trước. Ta đang cười ngươi không hiểu gì về con người ta. Diệp Phàm thu lại nụ cười sáng lạn của mình, khẽ lắc đầu. Ta có cần phải hiểu về một người sắp chết sao? Tống Thiên Phong từng bước đi tới, vươn ra một bàn tay to đen như mực, lớn như một căn phòng, mạnh mẽ đè xuống, quát, quỳ xuống. Chết! Diệp Phàm khẽ quát, từ mi tâm bắn ra một kiếm quang màu vàng, thần thức cường đại hóa hình mà ra, lao thẳng về phía trước, đối phương căn bản không biết hắn có đòn sát thủ này, lại còn chậm rãi bước tới gần hắn, hoàn toàn là hành vi tự sát mà thôi. A! Tống Thiên Phong hét thảm một tiếng, dùng tay che lấy mi tâm, lão đảo lui lại. Nhưng tất cả đã chậm, hắn ở quá gần Diệp Phàm, căn bản không thể tránh được một kiếp này, thần thức bị thương nặng, phốc một tiếng, quỳ xuống mặt đất. Ngươi! Hắn vừa thốt ra được một tiếng thì một thanh tiểu kiếm màu vàng đã lao thẳng vào đầu hắn. Phốc một tiếng, trán hắn đã bị đâm thủng. Ầm! Tống Thiên Phong kêu thảm một tiếng, cái xác đổ xuống đất. Rất nhiều người còn không nhận ra đây là thần thức giết người, trong lòng đều kinh hãi, mãi tới khi có một người cả kinh kêu lên, những người khác mới hiểu được. Diệp Phàm ngươi quả nhiên to gan lớn mật, trong lúc này mà còn dám tới đây. Có mấy người theo nhau bước ra, tu vi thấp nhất cũng là đạo cung lưỡng trọng thiên, có hai người là đạo cung tứ trọng thiên. Người của Cơ gia. Sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, hắn có đại oán với gia tộc này. Một bên lại có mấy người bước ra, là đệ tử Diêu Quang Thánh Địa, cũng có cao thủ đạo cung tứ trọng thiên. Cơ gia và Diêu Quang đều ra mặt, những người khác cũng cùng nhau vây lại,
bao gồm các đại thánh vị khác, tuy bọn họ không ra tay, nhưng đều nhìn chằm chằm vào chiếc đỉnh của Diệp Phàm, rõ ràng là có ý cướp lấy. Đồng thời, mỗi người đều lấy ra một thanh vũ khí, che trước trán, đề phòng hắn tập kích bằng thần thức. Ha, ha, ha. Thấy bọn họ như vậy, Diệp Phàm không kìm được cười phá lên. Hôm nay, cái tên Diệp Phàm nhất định sẽ được truyền ra ngoài, khiến cho đệ tử của các đại thánh đại đều phải kiêng kỵ. Trên thực tế, từ nay về sau, tất cả những người nhắc tới tên Diệp Phàm đều biến sắc, khi đối mặt với hắn thì điều đầu tiên họ nghĩ tới chính là phòng ngự. Xoát! Diệp Phàm nhảy lên, hắn không muốn trì hoãn thời gian nữa, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cái đỉnh mang phong cách cổ xưa này cao hơn một thước, từ trên đầu hắn hạ xuống từng đợt huyền hoàng khí, trông như một lớp lụa mỏng, vô cùng nồng đậm, nghiêm ngặt bảo hộ hắn vào bên trong. Diệp Phàm dùng cái đỉnh này che trên đầu, không bị ngăn cản, luồng sáng do hỗn độn thạch bắn ra đều bị vạn vật mẫu khí dễ dàng mở ra. Giờ phút này tất cả mọi người đều biến sắc, kiện thánh vật này thực sự rất nghịch thiên, quả nhiên là tài liệu mà cả đại đế cũng đều mơ ước. Hỗn độn thạch vô cùng quý hiếm này cũng không thể trói được hắn, có vẻ bất lực trước vạn vật mẫu khí, khiến cho không người nào không muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Thứ này tuyệt đối là thô phôi của vũ khí cực đạo, tương lai khi suy diễn ra đạo và lý, tất nhiên sẽ là bá chủ Đông Hoang, uy áp phủ khắp thiên hạ. Tên đạo sĩ vô lương lại không thấy xuất hiện. Diệp Phàm tự nhủ, nhưng cũng không dám thả lỏng, chuẩn bị vượt qua hư không bất cứ lúc nào, hắn từng bước đi tới trước tảng kỳ thạch màu đen này. Xít! Ánh sáng lóe lên một cái, hắn đã vớ được cuốn sách cổ này vào tay, tới lúc này thì mới yên tâm. Sau đó, hắn thử thu lấy hỗn độn thạch, nhưng thần lực lại không tham nổi, khó thành công được, khối đá màu đen này quá nặng, nếu không luyện hóa thì không có khả năng mang nó đi. Buông cuốn sách cổ bằng da thú đó ra. Đám người phía dưới cực kỳ tức giận, tất cả hao phí công sức mà lại bị người khác lấy đi như vậy, thực sự không cam lòng. Các ngươi đang mắng ta sao? Đừng có chọc vào ta, nếu không ta không cam đoan sẽ không chém mấy tên thánh tử, thánh nữ của các ngươi đâu. Ánh mắt Diệp Phàm quét xuống dưới. Lời vừa phát ra, đám người bên dưới rùng mình, các đệ tử xuất sắc nhất của thánh địa và đại giáo đang bị cố định trên không trung, chỉ có mỗi một mình Diệp Phàm không bị ảnh hưởng. Nếu mà hắn phát điên lên thì cũng không ổn chút nào, tất cả mọi người đều kinh hãi, khiếp sợ. Xoát! Diệp Phàm cùng với cái đỉnh trên đầu, đi về phía kim sĩ tiểu bằng vương cách đó không xa, tay phải to như cái cối xay màu vàng, đập thẳng xuống. Ầm! Kim sĩ tiểu bằng vương lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài, tuy nhiên hắn rất nhanh bị cố định lại, trong lực tràn của hỗn độn thạch thì tất cả mọi thứ đều bị giam cầm, rất khó động đậy. Tên tiểu tử nhà ngươi không giết được ta đâu. Trong mắt kim sĩ tiểu bằng vương lóe ra ánh sáng giả tính, từ khi bị cố định giữa không trung tới giờ thì mới mở miệng ra nói. Ầm! Diệp Phàm lại đánh ra một quyền, nắm tay màu vàng rất nặng và có lực, đánh cho kim sĩ tiểu bằng vương văng lên trên hỗn độn thạch, cả đại điện đều lung lay. Rất nhiều thánh tử xung quanh đều biến sắc, nhưng không ai mở miệng nói gì, tất cả mọi người đều phát lạnh. Diệp Phàm vừa bước đi, vừa quét mắt khắp bốn phía. Cơ Hạo Nguyệt, Diêu Quang thánh tử, Diêu Hy, Giao Trì thánh nữ. Tất cả mọi người đều biến sắc. Dưới ánh mắt của Diệp Phàm, thì Đại Diễn, Khương Gia, Vạn Sơ, Tử Phủ, Đạo Nhất và rất nhiều thánh tử cùng thánh nữ đều bất an trong lòng, lo sợ cho bị hắn bước tới giết. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.